Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình cũng tiếp tục làm bữa cơm 100 ngàn ha. Thì một bữa cơm thì mình gồm có là được 4 món. Thì mình cũng có là cá lóc. Mình mua một con cá lóc thì mình sẽ chia ra làm hai. Thì một cái đầu cái đuôi thì mình sẽ nấu canh chua. Còn cái mình thì mình sẽ kho tộ nha. Thì đây là mình cũng có là đậu bắp nè, bạc hà, giá và cà chua là để nấu canh chua. Và thêm một miếng khóm và một ít rau nêm, còn thêm đây là đậu gồng. Đậu gồng này mình mua hồi sáng sớm á, là nhìn nó rất là ngon và non lắm luôn. Mình để lạnh lạnh á thì mình chấm cá mình ăn rất là ngon nha. Thì với lại còn cái đây là tỏi, hành tím, ớt là mình cũng đã bầm sẵn luôn rồi. Nói chung ra là nguyên liệu là mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì mình sẽ bắt đầu vào mình nấu luôn nha các bạn. Thì mình sẽ cho dầu ăn vào trong cái thố đá nha các bạn. Đặng một hồi á, là mình sẽ kho cá bằng trong cái thố đá này luôn ha. Thì mình sẽ cho dầu ăn vào rồi á, thì mình sẽ để tỏi, ớt với hành mình băm sẵn nè. Thì mình sẽ cho vào, mình phi cho nó vàng lên nha. Mình chừa lại một ít, đặng một hồi là mình sẽ nấu canh. Rồi bây giờ là mình sẽ phi cho cái phần tỏi nè với ớt nè, cho nó hơi thơm thơm lên. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ cho cá vào mình ướp nha. Giờ cái hành tím nè, tỏi rồi gì á là mình cũng đã cháy cho nó hơi vàng vàng nữa ha. Thì giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Rồi mình sẽ để cá vào mình ướp nha. Mình để cái phần mình cá thôi. Còn cái đầu với cái đuôi á, đặng một hồi mình sẽ nấu canh. Các bạn thấy là cái miếng cá, con cá này á các bạn, mình mua là chỉ có là 40 ngàn thôi. Tại vì mình mua cá nuôi á là lúc nào nó cũng rẻ hết, cá đồng á thì nó mắc hơn, với lại mùa này á cá đồng nó cũng ít lắm. Cho nên nó là chỉ có ăn cá nuôi thôi các bạn. Và bây giờ là mình sẽ trộn đều lên ha. Cho nó bớt cái độ nóng của cái thố nè. Rồi bây giờ là mình sẽ cho muối vào nha. Đây là mình sử dụng là một muỗng cà phê muối nè, hai muỗng cà phê đường, một muỗng tiêu, hạt nêm và một tí bột ngọt. Còn nước mắm với lại nước màu thì mình sẽ ướp sau nha. Thì nhà mình thì lúc nào cũng vậy, ướp cá hay ướp thịt gì đó là mình chỉ ướp riêng không à. Để nước màu với lại nước mắm là để sau cùng hết á các bạn, chứ không có để chung ướp với cá nha. Rồi giờ mình sẽ trộn đều lên, rồi sau đó mình để qua một bên mình ướp cá trong vòng 30 phút. Rồi khi mà cá nó thấm rồi thì mình tiến hành là mình kho thôi. Cá thì mình ướp là cũng được 30 phút nè các bạn, thì mình sẽ cho nước màu vào ha. Mình cho cũng vừa vừa thôi. Rồi, bây giờ là mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều rồi đó, bắt đầu là mình sẽ bật bếp là mình sẽ kho cá luôn. Cá các bạn thấy nhìn nó nguyên khứa vậy nè, nhìn rất là ngon. Rồi bây giờ mình cho nước mắm nữa là mình bắt bếp luôn ha. Rồi giờ mình sẽ cho thêm một ít nước mắm nè. Rồi giờ mình sẽ bật bếp luôn. Mình kho mình cũng để lửa liu riu thôi nha các bạn, nặng giúp cho cá của mình nó thấm đều cho nó ngon. Thì mình kho thì mình sẽ nêm nếm cho vừa khẩu vị gia đình mình ăn nha. Thì mình tiến hành mình nấu canh luôn nha các bạn. Thì mình cũng cho dầu ăn vào trong cái nồi rồi mình sẽ cháy tỏi ớt hồi nãy mình còn để lại nè. Rồi mình cháy lại cho nó thơm luôn. Rồi mình cũng để khóm vào. Mình xào khóm cho nó thơm, cho nó ngọt. Rồi giờ là mình sẽ cho gia vị vào. Thì mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng đường,
một muỗng muối, hạt nêm và một ít bột ngọt. Và bây giờ là mình cái việc là mình xào cho nó cái phần thơm nó cho nó ra nước, rồi sau đó thì mình sẽ cho nước vào nha. Khóm mình xào bây giờ nó cũng đã ra nước rồi nè các bạn, thì giờ mình sẽ cho nước lạnh vào nha. Mình cũng hứng sẵn cái nồi nước nè, thì mình sẽ cho vào trong cái nồi khóm luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ nấu cho cái phần nước này á, cho nó sôi sôi lên. Thì mình cũng sử dụng cái nước này nè các bạn, me thì mình cũng lấy một chắc á, rồi mình sẽ cho vào trong cái tô rồi mình cho nước vào, rồi mình sẽ dầm cho nó ra cái phần me á, mình để vào mình nấu canh chua thì nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ là mình sẽ để ở dưới cái bàn nè, rồi mình sẽ dầm me ra. Mình cứ việc mình dầm, mình cho nước vô rồi là me mình nó sẽ mềm ra, mình dầm nó sẽ dễ hơn. Mình nấu canh á thì mình cũng nhớ mình thăm chừng cá nha. Cá giờ nó cũng đã sôi nè, đó thì giờ mình phải trở, mình trở cho nó đều nha. Ví dụ như ở trên nó không có thấm á, thì mấy miếng ở dưới á, thì mình sẽ đem lên trên, mình chuyển cái miếng ở trên xuống cho nó nằm ở dưới cái phần nước này nè, để giúp cho cá mình nó sẽ thấm đều hơn. Thì me là mình cũng đã dầm cho nước me nó ra nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cho cái phần nước me này vào ha. Đó, mình cứ việc mình lấy cái giá mình chặn lại. Mình thấy cái nước, cái xác me nó còn á, thì mình sẽ lấy thêm cái miếng nước này nè, mình sẽ để vào mình dầm tiếp nha. Mình dầm mình nêm nếm cho nó đủ cái độ chua của mình là được rồi. Như thường thường á, là một giấc me là mình nấu đủ một nồi canh đó các bạn. Đó, giờ mình sẽ dầm tiếp. Khi nào cho mình nêm nếm cho vừa khẩu vị, nhà mình ăn chua như thế nào á thì mình nêm nếm nha. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cái phần nước này nè cho nó sôi lên, rồi mình sẽ thả cá vào, rồi mình nêm nếm, rồi mình cho gia vị vào nữa là được nha. Nước cái giờ nó cũng đã sôi nè các bạn, bây giờ mình sẽ thả cá vào ha. Mình đợi cá chín rồi á là mình sẽ để giếm vào nữa là được đó các bạn. Đó, mình cái đầu với cái đuôi á thì mình nấu canh, còn cái mình á thì mình kho tộ. Như vậy với mình ăn vừa có một món canh và vừa có một món kho, như vậy nó rất là ngon, nó đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Cá thì bây giờ nó cũng đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ là mình sẽ vớt cá ra ha. Vớt cá ra mình để vô cái tô, rồi sau đó thì mình để ghém vào. Chứ để nhiều khi mình để vô ghém vô vậy á, mình quậy sợ nhiều khi cá mình nó mát á thì nó không được có ngon. Đây, rồi bây giờ là mình sẽ trước tiên là mình sẽ cho đậu bắp vào. Tại đậu bắp á mình nấu nó hơi lâu hơn. Như canh chua này á thì mình thích ăn rau gì thì mình để rau nấy thôi. Mình nêm nếm cho vừa khẩu vị gia đình mình ăn là được nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ dạo lên. Cho đậu bắp của mình nó hơi chín chín tí xíu, rồi mình để bạc hà với lại giá cà chua vào một lượt luôn. Cái này mình sẽ một hồi mình sẽ dằn vào đây một tí xíu nước mắm nữa nha, mình giúp cho nó cái độ chua cho nó giảm lại. Chừng một muỗng canh thôi các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ cho tiếp bạc hà với lại cà chua giá mình cho vào luôn. Đó, các bạn thấy cái chảo cá của mình với nồi canh chua nhìn nó rất là hấp dẫn lắm luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ trộn đều lên.
Các bạn thấy cái nồi canh chua của mình như thế nào ha, nhìn nó rất là ngon. Này mình đợi cho nước đó, nó sôi bần lên một tí nữa, cho nó sôi bần lên rồi mình để cá vào, rồi với lại mình để rau niêm vào nữa rồi mình tắt tiếp thôi. Nồi canh của mình á bây giờ nó cũng đã sôi lên rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ thả cá vào luôn nha, tránh như khi mình để ngoài nó cá nó nguội á, nó canh nó không ngon. Rồi mình sẽ cho rau niêm vào luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn nha. Nhìn ngon quá. Đây cái cá lóc của mình nè. Ngon ghê không? Giờ đợi cá chín nữa rồi là mình dọn mâm cơm lên mình ăn được rồi đó các bạn. Cá là mình nãy giờ mình kho, mình để lửa liu riu riu vậy các bạn, cho nên là mình kho cá thì nó hơi lâu hơn mình nấu cái nồi canh ha. Bây giờ cá cũng đã chín rồi nè, bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn. Rồi mình sẽ để lên trên cái dĩa này. Rồi mình sẽ bưng ra. Mình sẽ cho một ít tiêu vào nữa, rồi là mình sẽ dọn cơm lên mình ăn thôi. Nhìn rất là ngon. Rồi bây giờ là mình sẽ múc canh lên luôn nha. Canh giờ nóng hổi luôn các bạn. Đây là nguyên cái đầu cá luôn nè. Múc thêm miếng ghém nữa là được ha. Một hồi mình cắt vài lát ớt lên nữa. Đây cái nồi canh của mình là xong rồi nè. Đây các bạn, đó mình đã làm xong một mâm cơm 100 ngàn ha. Thì các bạn thấy là mình chỉ có 100 ngàn thôi là mình làm ra những cái món ăn như vậy rất là phong phú ha. Là mình cũng đầy đủ chất dinh dưỡng, nào là cá kho, nào là cá lóc kho tộ nè, thêm là canh chua cá lóc nè, thêm đậu gồng á, đặng mình chấm cái phần nước cá mình ăn kèm nè. Ta xét thì mình cũng có dưa hấu ha. Mình chỉ có 100 ngàn thôi là mình làm ra cũng được nhiều món như vậy. Thì món ăn của mình nó phong phú nè, thì mình ăn nó là nó cũng không có ngán nè. Với lại mình ăn cảm thấy nó ngon, thì mình ăn ngon, thì mình có sức khỏe, thì mình làm công việc thì nó sẽ tốt hơn ha. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Thì mình cũng hẹn các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.